Những ngày này các hiện tượng mây hiếm gặp như mây thấu kính, muỗng mây, Milky Way, dải ngân hà, biển mây, vân vân vẫn đang liên tục xuất hiện tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, ngọn núi được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ với độ cao 986m. Kéo dài suốt từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, những cơn mưa liên tục cũng chính là điều kiện để các hiện tượng này thường xuất hiện trên đỉnh núi. Cứ chiều hôm trước mưa càng lớn thì sáng hôm sau mây trên núi càng nhiều và càng bồng bềnh ảo diệu. Vì vậy, dân bản địa và du khách thường canh mưa từ hôm trước và đến chân núi Bà Đen từ sáng sớm hôm sau để săn mây. Từ 5 giờ đến 8 giờ sáng là thời điểm dễ săn mây thấu kính nhất. Mây thấu kính với hình dạng tựa chiếc nón mây trắng bồng bềnh úp trên đỉnh núi là một hiện tượng mây hiếm gặp trên thế giới, nhưng là đặc sản khá dễ gặp tại núi Bà. Một vài địa điểm được nhiều người lựa chọn để ngắm mây phủ đỉnh núi đẹp nhất là đường sau núi thuộc huyện Dương Minh Châu, huyện Hòa Thành, Hồ Dầu Tiếng hoặc các quán cà phê dưới chân núi.